Thưa quý vị, thưa bà con, cùng với sự phát triển của xã hội thì nhu cầu thưởng thức hoa cây cảnh của người dân được tăng cao. Nắm bắt nhu cầu đó, anh Vũ Việt Nam ở thôn Đoàn Kết, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc đã đầu tư và phát triển cây hồng cổ, bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nghề trồng hoa hồng mở ra hướng làm giàu mới cho nhiều bà con nông dân với mức thu nhập bình quân vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng mỗi năm mà không phải vất vả như sản xuất các loại cây rau màu. Xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc là địa phương có lợi thế về đất đai và nghề trồng hoa phát triển, được coi là vựa hoa của tỉnh Nam Định. Nghề trồng hoa đã và đang mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân nơi đây, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại địa phương. Từ thực tiễn canh tác, nhận thấy điều kiện tự nhiên, địa bàn xã nằm ven sông Hồng và sông Đào, phần lớn diện tích là đất phù sa, thuận lợi để trồng hoa, nên người dân nơi đây đã dần chuyển đổi cây trồng và những diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng hoa quanh năm. Mỹ Tân chúng tôi là một cái đơn vị chuyên thuần nông. Cái diện tích canh tác gieo trồng năm thì rất lớn, trong đó có khoảng trên 300 hecta về đất bãi màu. Thì bà con chúng tôi những năm qua là sản xuất chủ yếu đưa vào các cái giống hoa, đặc biệt là giống hoa cúc, thì cái năng suất cũng như giá trị đầu sào trên một cái diện tích trồng hoa đầu sào là rất lớn. Song những cái năm gần đây với cái quyết tâm của lãnh đạo ủy ban nhân xã, ban nông nghiệp xã cũng như là cái sự cố gắng của bà con xã viên thì chúng tôi cũng đã có những cái hộ rất là năng động, cũng đã đưa những cái giống hoa mới. Đó là cái giống hồng cổ Sapa, đặc biệt là ví dụ như là hộ của anh Vũ Việt Nam ở thôn Liên Minh thì đã mạnh dạn đầu tư cái giống hoa hồng cổ này vào. Bước đầu thì cũng đã cho những cái giá trị kinh tế tương đối và trên cái cơ sở này thì chúng tôi cũng đã bàn và thống nhất là tới đây sẽ cùng với bà con, cùng với các cái thôn bản, thôn xóm để đưa vào nhân rộng cái mô hình này để phát triển nhiều hơn nữa với cái tầm vóc và cái vị trí của xã Mỹ Tân rất thuận tiện cho cái canh tác cây hoa này. Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xã Mỹ Tân xây dựng quy hoạch phù hợp với điều kiện của từng vùng, hướng tới tiếp tục mở rộng diện tích trồng hoa trên toàn xã, vận động bà con đưa vào trồng các giống hoa chất lượng, giống hoa mới đáp ứng nhu cầu thị trường. Nắm bắt chủ trương đó, anh Vũ Việt Nam ở thôn Đoàn Kết, xã Mỹ Tân mạnh dạn đầu tư đưa giống cây hoa hồng cổ Sapa vào sản xuất. Sau 2 năm, anh chiết cành và nhân giống cây hoa hồng cổ Sapa trên diện tích 3 sào đất. Anh Nam cho biết, cây hồng cổ Sapa hội tụ nhiều ưu điểm mà các giống hoa hồng bình thường không có như vẻ đẹp, mùi thơm dịu, đặc biệt khi trổ bông rộ từ tháng 10 đến tháng 4 âm lịch. Đây là loại hoa hiếm, ra hoa quanh năm, cây tán rộng nhiều hoa, hoa nở hết cỡ, có thể to bằng miệng bác ăn cơm. Hồng cổ Sapa còn dễ trồng, kháng bệnh tốt và ít bị sâu bệnh, thích hợp nhanh với thổ nhưỡng và khí hậu ở vùng đồng bằng. Trồng cây hoa hồng cổ Sapa cho thu nhập cao, một cành chiết sau một năm cho thu nhập từ 400 đến 500 ngàn đồng. Đối với cây hồng đã lớn khoảng 3-4 năm tuổi có giá 4 đến 5 triệu đồng. Cây hồng 5-6 tuổi có giá 6 đến 7 triệu đồng. Những cây hồng có tuổi đời lâu hơn giá có thể lên đến 15 triệu đồng một cây. Thậm chí những cây lâu năm, gốc lớn, giá cả có thể dao động từ 70 đến hơn 100 triệu đồng một cây. Qua tìm hiểu thêm trên sách báo, mạng Internet, anh Nam học được cách chăm bón cho cây phát triển tốt, sai nụ thắm hoa. Không phụ công người vất vả, ngay từ vụ ươm trồng những cây hồng giống đầu tiên, anh đã được thương lái tự tìm đến mua. Tạo được uy tín nhờ chất lượng cây giống khỏe, bông to đẹp, được cả hương lẫn sắc, nên anh ngày càng nhận được nhiều đơn đặt hàng. Không giữ cơ hội làm giàu cho riêng mình, anh Nam chia sẻ với bà con cùng nhau dâm cành, hướng dẫn cách chiết ghép, chăm bón cây theo đúng quy trình kỹ thuật để sản phẩm đạt chất lượng cao hơn. Cùng với hoa hồng cổ Sapa, hồng cổ Văn Khôi cũng là giống hoa hồng được săn lùng nhiều. Hoa hồng Văn Khôi hay còn gọi là hoa hồng cung phủ có cánh xoăn, hoa thị, hoa to, nhiều lớp, màu phớt hồng và có mùi thơm nhẹ, rất dễ chịu. Chính vì những ưu điểm đó mà từ xưa, hồng Văn Khôi thường được trồng trong những gia đình quyền quý hay cung vua, phủ chúa. Hiện nay với nhu cầu trang trí đa dạng, khách hàng thường không chỉ chọn hồng cổ Sapa mà còn rất thích hồng Văn Khôi, nên anh Nam cũng đang nhân giống hoa hồng này. Cũng theo anh Nam,
Hoa hồng cổ Sapa nằm trong danh sách những loài hoa cổ quý hiếm của Việt Nam, nhưng trồng và chăm sóc hoa hồng cổ không cần kỹ thuật cầu kỳ. Khi mầm chính của cây cao lên chừng 20 đến 25 cm thì tiến hành bấm ngọn, chỉ để lại từ 4 đến 5 cành cấp 1 tỏa đều ra xung quanh, tạo thành một khung sườn chính của cây. Người trồng chỉ cần bón phân định kỳ một lần một tháng, ngoài ra cần phun thuốc trị bệnh nhện đỏ và bệnh đốm lá cho cây khi cây bị mắc bệnh. Hoa hồng thích hợp để nơi thoáng gió, có nắng, phân bố đều. Chính vì có vẻ đẹp và ưu điểm dễ trồng, dễ chăm sóc, nên hoa hồng cổ được người yêu hoa, cây cảnh ưa chuộng, đặc biệt là những cây lâu năm dáng bonsai. Thưa quý vị, thưa các bạn, đứng gần tôi đây là anh Vũ Việt Nam ở thôn Đoàn Kết, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc. Vâng, xin chào anh Nam. Thưa anh Nam, anh có thể giới thiệu cho bà con nông dân biết được là anh đến với cây hồng cổ Sapa này là được biết trước là anh đã có cái đam mê và đã cũng đã triển khai trồng cây cảnh. Nhưng mà đến nay thì cây hồng cổ Sapa anh đã tận dụng được cái thế mạnh của đồng đất của địa phương cũng như là một cái giống hồng nó mang lại nhiều cái tiềm năng. Anh có thể chia sẻ cho bà con là cơ duyên nào mà anh đến được với cây hồng cổ Sapa? Vâng, em thì yêu thích về hoa cây cảnh thì đến với cây hồng cổ Sapa này em thấy là nó thu lợi nhuận là có và nó nhàn hơn mọi cái làm cái ngành nghề khác. Em mua giống về 20 cây xong em nhân giống ra một năm thì là được vườn 3 sào. Cái này thì thật ra là rất là đơn giản, chỉ có phân gà phay lẫn với đất xong là lên luống là rồng. Còn về thuốc sâu thì cứ bao giờ thấy một tháng phun một lần cái chống sâu gióm, bệnh thì ít. Thưa anh, được biết là trên diện tích 3 sào thì anh đã trồng cấy đến nay thì nó đã gần như là kín cả cái diện tích này rồi. Thưa anh cho biết là anh đầu tư giống như thế nào và anh chiết như nào để mà có được cái vườn hồng cổ Sapa như ngày hôm nay? Vâng, trong 3 diện tích 3 sào mà em bước đầu tiên là mua về là 20 cây giống. Sau một thời gian em rồng, em cắt tỉa, em nhân giống trong một năm là diện tích đủ trong 3 sào. Cái cây cây hồng cổ này thì ưu điểm của nó là những cái cành mâng mà trong gốc nhiều là mình cắt tỉa nó thoáng để cho nó ra những cái mâng mới thì cây nó phát triển khỏe mà nó nhanh to. Cái thật chiết cành nhân cây thì mình khoanh ra, khoanh bỏ vỏ ra để 3 ngày, xong mình bó bùn rơm, bó dễ bèo. Thì sau tầm 15 ngày thì là cây nó ra rễ mình cắt và dâm xuống vào chỗ dâm. Xong là vài thời gian là mình đánh bầu ra, chuyển ra ngoài rồng theo tầm khoảng 1,5 m, 2 m một cây. Thì như của em thì sau một năm là em từ cái cành nhỏ 70-80 phân mà bây giờ là nó cao lên tầm 1,5 m, 2 m. Và sau là mình lấy những cái cành ngọn cao để mình làm những cái thàn bóng trên chơi nó đẹp và với bán và nhiều người yêu thích. Em cho biết là cái quy trình chiết của nó và cái thời gian chiết không? Chiết nếu mà cái này đúng mùa nó thì chiết vào tháng giêng. Nếu biết là một cái cây hồng này thì nó có tuổi của nó là 4-5 năm là gốc nó già rồi thì những cái cây đấy nó mới đủ thời gian để mình chiết nó khỏe hay là mình mua về thì mình một như bà là con nông dân mua một cái cành giống của anh về thì bao nhiêu lâu thì có thể là nhân giống được ra? Tầm độ khoảng nửa năm ấy, tầm 5-6 tháng. Bắt đầu cây là nó phát triển cành lá đủ ra thì mình chọn những cái cành dài mình chiết và để lại một thân chính cho nó cao ấy. Riêng về cái hồng thì nó không có gì là vất vả anh ạ, chỉ có dọn cỏ sạch với cho phân là cây phát triển khỏe. Anh có thể nói cho biết rõ hơn là cái giá bán của một cái cành vừa chiết ra bây giờ là bao nhiêu? Và dao động từ bao nhiêu? Nếu mà cành to mâng dài tầm 1 m là 70-80 nghìn một cành. Là hiện khách làng Nam Điền người ta lên người ta lấy về người ta bán cho các tỉnh ngoài khác. Thưa anh, được biết là ngoài những cây giống ở đây thì tôi nhìn thấy là anh còn ươm những cái cây hồng mà những gốc nó 3-4 năm nay thì cái giá thành cũng như cái đầu ra nó có khó khăn không? Cây 3-4 năm thì cái đầu ra của em thì dễ hơn là cái cây nhỏ, vì cây to thì nhiều người ta mua về người ta sử dụng về chơi, cái rồng công viên là nhiều. Và giá trị cây thì nó tầm được khoảng 1,5-2 triệu ấy. Một cây thì như 3 sào hồng của em hiện tại là một năm em thu tầm khoảng 80 triệu đến 90 triệu một năm về vừa cây vừa bán cành chiết. Vâng, cuối cùng xin cảm ơn anh
về những chia sẻ cho bà con nông dân. Chúc cho anh có những cái tư duy mới và đưa những giống cây mới về để phát triển kinh tế gia đình cũng như phát triển kinh tế cùng với bà con địa phương để chúng ta cùng nhau phát triển kinh tế, làm giàu cho quê hương, cho đất nước. Xin cuối cùng xin cảm ơn anh.